Hoan hỷ chào đón quý cô bác đến với kênh Thông tin Tri thức tốt. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ mùng 3 tháng 2 năm 1973 đến 22 tháng 1 năm 1974 dương lịch thuộc tuổi Quý Sửu, Cầm Tinh Con Trâu. Với thiên can quý, địa chi sửu, giải nghĩa chi tiết là lan ngoại chi ngưu, châu ngoài chuồng, mệnh mộc, tang đố mộc. Năm Giáp Thìn 2024 có thiên can giáp, địa chi thìn, ngũ hành phú đăng hỏa, tức lửa đèn to. Quý bạn tuổi Quý Sửu 1973, mệnh mộc gặp năm hỏa, tương sinh. Thiên can quý gặp giáp, bình hòa. Địa chi sửu gặp thìn, lục phá. Luận giải theo ngũ hành thì năm nay quý mệnh chủ đạt được 7 trên 10 phần hợp với năm Giáp Thìn 2024. Quý bạn tuổi Quý Sửu 1973, nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh, tài lộc của mình thì hãy để lại lá số tử vi, ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận ở phía bên dưới để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bạn trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Quý bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để được cập nhật những video hay và hữu ích về tuổi của các bạn. Mời quý mệnh chủ xem luận giải chi tiết để biết rõ hơn về tử vi trong năm của bản mệnh trên nhiều phương diện như công danh, sự nghiệp, tài lộc, hôn nhân gia đạo và đặc biệt về sức khỏe. Đồng thời dễ dàng đưa ra những biện pháp giải hạn sao phù hợp giúp quý mệnh chủ đón chờ một năm mới cát lành, bình yên. Về phương diện công việc, sự nghiệp, vận trình công danh sự nghiệp của quý bạn trong năm nay không có nhiều biến động lớn. Năm này, đương số nên tránh đặt kỳ vọng quá nhiều vào các mưu sự lớn. Đứng trước khó khăn, thử thách của trong năm, mệnh chủ cần phải luôn thật sự kiên cường và bình tĩnh. Tinh thần ổn định, lý trí minh mẫn sẽ giúp quý bạn nhìn nhận vấn đề tốt hơn. Từ đó, dễ dàng tìm ra được hướng giải quyết tối ưu giúp vận trình khởi sắc. Nếu muốn đầu tư kinh doanh, thì nên bắt đầu với những dự án có quy mô nhỏ hoặc đối với những dự án có quy mô lớn thì cần cân nhắc kỹ lưỡng, chia giai đoạn đầu tư và giải ngân nguồn vốn thành nhiều thời điểm. Về phương diện tài chính, trong năm nay, phương diện tài chính của quý bạn duy trì ở mức bình ổn. Đôi lúc có gặp khó khăn về tài chính nhưng cũng có vận may tiền bạc nhiều. Vậy nên, quý bạn hãy cẩn thận và tiết kiệm chi tiêu để tích lũy và không bị thiếu hụt lúc cần thiết, đặc biệt là trong tháng 8 âm lịch. Về phương diện tình duyên gia đạo, trong năm nay, quý mệnh chủ nên mở lòng nhiều hơn để giải bày và sẻ chia tâm tư của mình. Một khi trí sáng, tâm thanh thì mọi sự ắt sẽ được suôn sẻ. Những bữa cơm quây quần hay buổi đi chơi vui vẻ sẽ giúp cả nhà hiểu nhau hơn và thêm phần gắn kết. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên học cách kiềm chế nóng giận, cố gắng giữ thái độ mềm mỏng trong mọi tình huống. Đây sẽ là cách giúp mọi khúc mắc của quý bạn với người bạn đời và con cái nhanh chóng được hóa giải. Về phương diện sức khỏe, theo tử vi học cho biết, thể trạng và tinh thần của mệnh chủ trong năm nay ở mức ổn định. Tuy sức khỏe không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng, nhưng bản mệnh cũng cần chú ý giữ gìn, hạn chế sử dụng các chất kích thích, bỏ bữa, ăn uống quá nhiều đồ cay nóng. Thay vào đó, nên dành thời gian nhiều hơn để tập thể dục, quây quần bên gia đình, bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể và giữ cho mình thái độ sống tích cực. Diễn biến tử vi theo từng tháng trong năm. Tháng 1, mệnh chủ ngập tràn hạnh phúc cùng bạn bè, người thân nhân dịp đầu năm mới. Mọi phương diện trong tháng khởi sự khá suôn sẻ. Tháng 2, nhiều tin vui được đưa đến, phương diện công việc, tài chính, khởi sắc đáng kể. Tháng 3, vận quý nhân trong tháng cực vượng, người làm văn phòng có cơ hội thăng quan tiến chức, người làm kinh doanh liên tiếp đón nhận nhiều cơ hội tài lộc. Tháng 4, tháng này, vận trình sẽ phải đương đầu với một số thử thách nhất định. Song, đây là cơ hội để bản mệnh chứng minh được thực lực và ý chí của bản thân trước cấp trên. Nếu vượt qua được, rất có thể sẽ được thưởng nóng, tăng lương, đề bạt lên vị trí cao hơn. Tháng 5, mọi phương diện phát triển ở mức bình ổn. Mệnh chủ cần dành nhiều thời gian hơn bên gia đình.
nên chủ động tổ chức một buổi picnic hoặc một buổi tiệc nhỏ cuối tuần để gia tăng tình cảm giữa các thành viên. Tháng 6, nam mạng cần tập trung hơn trong công việc, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ thì cũng nên toàn tâm toàn ý thực hiện. Tháng 7, sẻ chia với bạn bè, người thân là cách giúp cho quý nam giải tỏa bớt áp lực trong tháng này rất hiệu quả. Đây là khoảng thời gian bản mệnh nên tập trung quay về bên trong, nâng cao phần tâm hồn và sức khỏe về mặt tinh thần. Tháng 8, tháng này bản mệnh sẽ có cơ hội được kết giao với nhiều mối quan hệ tốt cho vận trình về sau. Tháng 9, công việc tiến triển không được thuận lợi, nhưng với sự giúp đỡ của bạn bè và người thân, sau cùng mọi sự vẫn sẽ được trôi qua một cách êm đẹp. Tháng 10, nếu có ý định đầu tư, mở rộng kinh doanh, thì đây là thời điểm thích hợp để quý bạn cân nhắc triển khai. Tháng 11, bản mệnh cần chú ý nhiều hơn đến phương diện sức khỏe, hạn chế thức khuya và dành nhiều thời gian hơn để tập thể thao và thiền tịnh. Tháng 12, đã đến lúc mệnh chủ phải thật sự nghỉ ngơi. Đây được xem là khoảng thời gian để bản mệnh có nhiều thời gian hơn bên gia đình, chuẩn bị năng lượng cho một hành trình mới, đầy hanh thông và thành công. Trong năm nay, quý bạn gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân là vị thần trông coi thực tinh kế đô, là sao tam cửu khóc bi ai, mang đến sự buồn khổ và chán nản. Đây được coi là một hung tinh cho cả nam mạng và nữ mạng. Chính vì thế, năm nào bị sao kế đô chiếu mạng, xem như năm đó quý bạn bị xấu. Người ta thường nói nam la hầu, nữ kế đô để chỉ cái khắc kỵ của các sao đối với phái nam và phái nữ trong năm đó. Người nam giới sinh hoạt bình thường, nếu có việc gì xảy đến cũng tiền hung hậu kiết. Theo quan niệm phong thủy của người xưa, sao kế đô chiếu mệnh gây ra nhiều sóng gió, thị phi, lao đao trong chuyện tình cảm, sức khỏe và tiền bạc, dễ sinh ra buồn chán, tình duyên lận đận. Cách thức cúng dâng sao kế đô. Mỗi tháng vào ngày 18 âm lịch, đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 21 cây đèn cầy, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính tây khấn vái. Thiên cung phân vĩ kế đô tinh quân. Trên bàn đặt một tờ giấy màu vàng ghi tên tinh tú tọa bản mệnh, thiên vĩ quan phân kế đô tinh quân. Dùng một cây rìu chặn phía trên, lấy vải đỏ che kín bùa và rìu, rồi đặt đằng sau 3 nén hương đã dâng. Sau đó mặt hướng về phía chính tây, tĩnh tọa trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ. Qua 15 giờ, đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Hôm nay, quý bạn gặp hạn địa võng. Theo các tài liệu thời xưa ghi chép lại, gặp thị phi, khẩu thiệt, chớ nên đi với ai vào lúc trời tối, không nên cho người khác ngủ trọ, tránh mua đồ lậu, hàng quốc cấm. Do vậy, gia chủ gặp hạn địa võng thì kỵ đi với ai khi trời tối, đồng thời chớ cho ai ngủ trọ và tránh mua đồ quốc cấm, đồ lậu. Cách hóa giải hạn địa võng. Theo cách lý giải trên, hạn địa võng vốn là các chuẩn mực về đạo đức và hệ thống luật pháp quản lý xã hội. Gia chủ nếu không may vướng mắc nhẹ thì bị lên án, phê bình của dư luận. Nặng thì bị xử phạt trước pháp luật. Các phương pháp hóa giải hạn địa võng bao gồm: thứ nhất, để tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, thì gia chủ không nên đi với ai khi trời tối, nhất là quan hệ nam nữ, tình ngay ly gian. Thậm chí người đó rất có thể là tội phạm, mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Thứ hai, không nên cho người khác ngủ trọ. Trong cuộc sống, miệng lưỡi thế gian vốn trăm đường lắt léo. Nhiều người nhàn rỗi, hiếu sự, thường soi mói, bịa đặt, ăn đứng dựng ngược, xuyên tạc cho chuyện không có gì cũng sẽ thành có. Chưa kể việc cho người khác ngủ trọ mà người đó tàng trữ buôn bán đồ cấm, hoặc vừa phạm tội, bỏ trốn, rất dễ mắc tội đồng phạm hoặc gây nguy hiểm cho bản thân và gia đình. Thứ ba, tuyệt đối không được tàng trữ trái phép hàng lậu, đồ quốc cấm. Đây hiển nhiên là các hành động vi phạm pháp luật, có bị xử lý cũng không hề oan uổng.